Chào các em học sinh thân mến. Trong bài học cuối cùng hôm nay, chúng ta sẽ đề cập đến một số kim loại mà hay gặp trong đề thi mà lại khó, là những cái kim loại có nhiều hóa trì đấy, nhiều số oxy hóa. Cho nên các em khó là không biết khi nào thì nó ra sắt 2, khi nào sắt 3 vân vân nhé. Thì trong đó có 3 cái nguyên tố mà chúng ta sẽ đề cập đến, đó là sắt, crom và là thiếc, là những cái có hai hóa trị. Ví dụ như sắt là hóa trị 2 và 3, thiếc là 2 và 4, còn crom là có thể 2, 3, 6. Cho nên các em lưu ý cái chỗ đó nhé. Vậy bây giờ không thể tổng kết chung được là sắt khi nào hóa trị mấy, vì nó tùy. Ví dụ như các em biết là sắt mà hòa tan trong dung dịch hạt Cn hay là axit sulfuric loãng thì nó thành sắt 2 là bay ra hydro. Nhưng sắt hòa tan trong axit nitric loãng hoặc là đặc nóng chẳng hạn, hoặc là axit sulfuric đặc thì nó lại tạo thành sắt 3. Thì các em những cái kiến thức cơ bản đấy thì các em phải nhớ. Và những cái quan trọng nữa là ví dụ như là sắt 3 mà lại có mặt sắt kim loại thì nó lại biến thành sắt 2, thì các em lưu ý chỗ đó. Hay là ví dụ